quý vị khán giả đến với kênh Hello Tiền Giang. Hôm nay thì Hoa có mặt ở ngã ba An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và ở đây còn có tên gọi khác là ngã ba An Hữu. Ba của Hoa thì đang cưa cho đường điện dạ bên ủy ban, và ở dưới huyện thì có nhờ mấy chú mấy bác của bên giao thông và bên xã hỗ trợ ba của Hoa chặn xe. Dạ, ngay đây là quốc lộ 1A, ở ngã ba đó thì là đường vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và hướng về Cao Lãnh. Dạ, có một chiếc xe bên thanh tra giao thông nữa nè quý vị. Chào Hoa xin kính mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa cùng với chú Đường sẽ cưa tỉa cành mấy cây bàng này như thế nào nha. Chào, bên kia là nhóm của bên phía giao thông. Mấy bác là đợt ba của Hoa cưa ở dưới huyện Cái Bè, mấy bác cũng có hỗ trợ ba của Hoa trong việc chặn xe. Chân dày đứt dày. Tại dưới đường thấy ở trên dây điện quá trời, mà cặp cột máy cưa ngang thì nó vướng dây điện, vướng cái lam máy cưa. Đây là ngay trụ đèn đường giao thông luôn. Tưởng nước kêu wifi đây. Có đường điện ba pha, mà ba dây nóng và một dây lạnh, mà dây lạnh thì bị cái phần nhánh của cây bàng nó ăn vào trong luôn rồi. Nãy
thì bà cũng mới lên, mấy chú còn đứng ở phía trong. Bây giờ mấy chú có chặn xe ở đó, phía đằng kia kìa. Dân ngồi lại mình cũng dễ thấy. Đường điện ba pha này thì có vỏ hết nè. Đường dây điện băng ngang qua bên lộ bên kia luôn. Phía đằng đường này là quốc lộ nên cũng không có cấm mà xe qua lại được, chỉ có chặn một khúc nhỏ phía trong lề đường á. Quý vị vẫn còn nghe tiếng xe chạy và xe bóp còi tin tin. Em mà không lôi xuống. Xuống đâu ơi. Nghe là cứ gần xích xuống phía dưới luôn. We'll be right back.
ra chỗ khác. Nhờ chú đường cắt gọn gọn đem vào phía trong. Bên giao thông thì chỉ dẹp xe là không, chứ cũng không có máy cưa để cưa nhỏ nhỏ những thằng ngắn thôi. Chú nó lộn ra đó. Còn nhánh đó mình không có gom xuống hả ba? Không có người dẹp. Dạ. Xe đỡ đi 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 chốt thôi. Dạ này có đội ai chứ được cái xe cây xanh hả ba? Có nhóm còn dẹp chứ. Dạ. Bà con mình thấy là mấy chú có nhóm chồng dẹp nhánh kè chú sao? Dạ ba của hai chỉ cưa những phần nhánh mà ve vào đường dây điện thôi. Còn những phần nhánh mà ba của hai đã cưa rồi á, thì sẽ có xe và nhóm dọn dẹp. Dạ, ở phía trong đó là trường trung học cơ sở An Thái Trung, nhưng mà đã bỏ ở đây rồi, đi vào trong phía đường cao tốc quốc lộ 30 để cho tránh xe cộ qua lại nhiều, an toàn cho học sinh. Dạ bác, nhờ ba của hoa cưa cái phần ngọn của cây bàn này nè quý vị, vào phía trong của trường học. Nhưng mà ngay đây thì cái mái che của quán cà phê phía trong trường. Hồi đó hoa học ở trường này nè. Nè, đã bỏ cũng lâu rồi quý vị. Đây là trường hướng trên đó đó.
đây có camera quan sát của quốc lộ nữa, quá nhiều đường dây điện luôn. Có một đường dây internet nè. Dây băng chẳng bỏ đó rồi. Dây băng chẳng bỏ hả? Chứ trường bỏ rồi. Trong trường đâu ai học nữa đâu. Trường học bỏ rồi mà. Nhà của người ta. Ba của Hoa lại kiểm tra xem cái dây internet nè. Có nối vào đâu không? Hết. Hết cây rồi đó ba. Hết đồ ba rồi. Ủa không rồi đó. Camera quan sát đường đi. Nắng ở đâu vậy chứ được. Không mặt trời nằm đâu. Cái bàn nhóm này đã có bỏ ngọn rồi. Tỉa gọn gọn bớt mấy phần nhánh xung quanh để có thể treo những phần nhánh bự ngay chân bờ của Hoa đứng nè. Nay ve ra đường dây điện ba pha.
cái thành bụng, với lại là không có đổ mồ hôi xuống cái lưng quần đó quý vị, làm khó chịu. Điều khiển phần nhánh ra khỏi đường dây điện được nên không có treo dây. Nhồi lên lại á.
chắc có thể là bao của hoa đã tươi xong rồi không quý vị? Chứ đường thiếu nữa hay gì rồi? Quay nữa rồi. Chiều qua nhậu quá nhậu mà. Chứ đường kéo phụ à. Con gái với con trai của người cư cây hình như là bác nhà ba của hoa cưa ở trong đường quốc lộ 30 ở trong kia có mấy cây xanh. Và bây giờ ba của hoa cưa tiếp cây điệp hoa vàng với cây sà cừ. Mấy cây này thì ở trong khuôn viên của trường học mà phần nhánh nó ve ra đường đi quá trời luôn. Ồ, cái rễ nó đội lên nè quý vị. Cái miếng đan bự mà nó đội đội rễ lên quá trời luôn nè. Thấy chú đang điện hay gì á? Dạ, đáng lẽ ra là ba con hoa cưa phần nhánh phía bên ngoài thôi, nhưng mà cây này nghiêng quá, ba con hoa phải cưa bớt nhánh ở trong này mới dám đi cưa phía ngoài, chứ không thôi lật luôn. Yeah.
lên chở anh đi ra chợ mua hả? Ở phía bên ngoài mấy chú mấy bác vẫn đang chặn xe cho ba của Hoa. Về đúng. Đẩy vô ngoài chú được rồi. Để cái nhánh bự ra ngoài. Cái nhánh chạy theo dây điện đi xuống.
cây đẹp hoa vàng mà có một chiếc xe ô tô đậu ở đây nữa. Chưa dây ba con. Chưa dây. Hả? Lắc tay dữ được. Nghe rồi mà kéo chưa kịp hết chứ. Lái chứ hỏi mình hỏi cũng đứng hình. Chắc xe nhà ở đâu ở phía sau của trường học hay gì đó. Có để mấy cái tấm để che kính lại luôn. Chắc là để lâu. Ui. Chú chứ ai? Chú dặn hồi nãy con quay lại luôn. Không, cục gạch của cái trụ đó đó mà mất rồi. Công đây này chú chặn. Chú dặn hồi nãy còn đó đó. Chú ơi. Còn thấy đây. Hát anh đe vô nhưng mà chú ra không có dặn. Thì nó dướng ở trong rồi chú kéo ra đó. Móc đầu kia kìa, ăn cái gì chú? Dạ. Mấy bác chặn xe hai đầu luôn ngay trụ đèn giao thông với sau lưng hoa. Anh Minh dọn dẹp đó, dọn qua tới bên cây xà cừ rồi. Hãy
tục đã cưa xong cây đẹp hoa vàng. Cây này thì còn gọi tên khác là cây liêm sẹt. Nãy giờ cưa hai cây bàn, một cây xà cừ và một cây đẹp hoa vàng. Xong. Còn một cây phượng đằng kia kìa. Phượng nó queo luôn rồi. Bây giờ cái phượng nó quay lại rồi, chỗ bé nó tập. Bác hỏi bà của Hòa nhiêu tuổi. Bà của Hòa mới vừa ăn sinh nhật ngày hôm qua, 54 tuổi. Quý vị có thể thấy đây là cây phượng, nhưng mà có nhìn lên thì thấy lá của cây xoài không. Này cây xoài ở phía trong, cây phượng ở phía bên ngoài. Ngay chỗ này là người ta để mái che để bán quán đó quý vị. Và nãy giờ ba của Hoa cưa nghỉ mệt chút xíu là làm liền. Xuống nước là leo lên, xuống nước là leo lên. Cái bếp nó bỏ gì vậy ba? Đâu thì chứ quá trời ve vô đường như vậy. Lỗi quý vị trước à, do là Hoa quay cái đi di chuyển qua lại màn hình cũng rung lắc, mong quý vị thông cảm cho Hoa.
phía dưới có cái tủ kính. Mấy cái vải đậy này thì là cái bàn cây, bác cũng không sợ nữa, bác nhờ bà con Hoa né cái tủ kính giùm thôi. Bên huyện ủy thì nhà ba của Hoa từ khu vực An Thái Trung đến Mỹ Thuận luôn, cưa nguyên dọc đường điện này luôn hay gì đó quý vị. Chứ đừng lấy chổi ra quét dạ. Mấy củi khô nè, mấy nhánh khô á, xe mà chạy chấn nhanh là dễ trượt bánh xe lắm. À, bác với mấy anh đang dọn những thằng nhánh với lại củi mà ba của Hoa và chú Đường đã cưa. Dạ Hoa thấy video này cũng khá là dài rồi. Dạ Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây, hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Dạ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.